Đặt chân đến VBA được 2 mùa trong chưa đầy 1 năm, Yosuke đã để lại dấu ấn đậm nét với 2 trong tổng số 6 triple double mà giải đấu này từng chứng kiến. Tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA, việc có 3 chỉ số chính đạt trên 10, bao gồm điểm, rebound, kiến tạo, steal và block, tạo nên một triple double vốn đã là điều khó đạt được. Với ngoại binh Yosuke của Saigon Heat, anh không chỉ có triple double mà còn làm được điều chưa từng thấy trong lịch sử giải đấu. Ở trận đấu được phát sóng chiều ngày 2 tháng 11 giữa Saigon Heat và Cần Thơ Catfish, Yosuke đã có triple double với 23 điểm cùng 18 rebound và 13 assist, đưa ông 30 đến chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 99-63. Đây là triple double thứ hai của cá nhân Yosuke tại VBA. Như vậy, trong vòng 2 lần tham dự VBA, Yosuke đã có 2 lần đạt triple double, điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu. Tính đến thời điểm hiện tại, VBA mới chứng kiến 4 triple double chính thức kể từ khi giải đấu được thành lập vào năm 2016 với 4 cầu thủ, bao gồm DeAngelo Hamilton với 21 điểm, 13 rebound, 10 assist tại VBA 2018 trận gặp Buffalo. Justin Young, 15 điểm, 12 rebound, 10 assist tại VBA 2019 trận gặp Hồ Chí Minh City Wing. Chris Dexter, 15 điểm, 17 rebound, 10 assist tại VBA 2020 gặp Cần Thơ Catfish. Yosuke, 22 điểm, 21 rebound, 10 assist tại VBA 2020 trận gặp Hà Nội Buffalo. Bên cạnh đó, giải đấu còn có thêm một triple double trong loạt trận thử nghiệm VBA Premier Bubble Game 2021 của Team Giver. Ngoại binh Thăng Long Warrior đã có 17 điểm, 11 assist và 10 rebound trong trận gặp Saigon Heat. Và đến ngày 2 tháng 11, Yosuke mang đến triple double thứ hai của Bubble Game. Chia sẻ sau trận đấu, ngôi sao của Saigon Heat cho rằng mục tiêu của anh là cố gắng xây dựng sự đoàn kết với các đồng đội, nỗ lực san sẻ cơ hội ghi điểm. Yosuke nói, chúng tôi muốn vào sân, thi đấu tập trung và giành chiến thắng. Cá nhân tôi muốn đảm bảo rằng từng đồng đội của tôi đều có cơ hội dứt điểm. Đó là ưu tiên của tôi trong trận đấu này, luôn chuyển bóng, kiến tạo cho các đồng đội, bên cạnh nỗ lực tấn công, tìm kiếm cơ hội ghi điểm cho bản thân. Đặt chân đến VBA được 2 mùa, Yosuke đã để lại dấu ấn đậm nét với 2 trong tổng số 6 triple double mà giải đấu từng chứng kiến. Liên quan đến bộ chỉ số đặc biệt này, khá nhiều lần các cầu thủ đã đến gần với triple double tại VBA Premier Bubble Game 2021. Akeem Scott của Đà Nẵng Dragon, Tim Giver của Thăng Long Warrior hay Daquan Bracy của Saigon Heat đã tiệm cận với việc đạt 3 chỉ số trên 10, thường chỉ thiếu 1 rebound hoặc từ 1 đến 2 kiến tạo.